Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm giá bằng bình thủy tinh, giá sạch và an toàn, giá rất là trắng và các bạn không phải cầu kỳ để đãi vỏ khi thành phẩm. Và đây là một mẻ giá mà mình đã thành phẩm trong vòng 4 ngày. Nhìn rất là trắng và ngon đó các bạn. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị 150 g đỗ và khâu chọn đỗ của mình thì mình sẽ chọn đỗ hạt nhỏ để làm giá và những hạt nấm mốc thì nhặt bỏ đi các bạn nhé, vì hạt nấm mốc sẽ gây cho giá. Giờ thì mình sẽ mang đỗ đi ngâm. Trước khi ngâm thì mình sẽ lược qua và dặn những hạt nem và những bụi bẩn cho các bạn. Và bây giờ là 7 giờ tối, mình sẽ ngâm tầm 12 tiếng và qua đêm. Đến sáng mai tầm 7 giờ thì mình sẽ cho đỗ vào ổ nha các bạn nhé. Vào mùa đông thì nhiệt độ hơi lạnh nên là mình ngâm trong vòng 12 tiếng. Đỗ thì mình đã ngâm qua một đêm và được 12 tiếng. Giờ thì mình sẽ mang đỗ đi rửa, rửa đi rửa lại để hết vị nước chua của đỗ. Sau đó mình sẽ cho đỗ vào ổ nhé các bạn. Đỗ đã được ngâm 12 tiếng, hạt đỗ đã nở và chuẩn bị nứt mầm. Giờ thì mình sẽ cho đỗ vào bình thủy tinh để ủ. Và các bạn nhớ là vớt đỗ nhé, đừng để nước đọng lại. Nếu nước đọng lại thì sẽ nẫu giá. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một chiếc khăn để ủ lên trên mặt đỗ. Mình đậy kín mặt đỗ nhé. Và mình thường dùng túi ni lông để ủ giá nhé. Và mình sẽ mang để ở trong bóng tối nhé. Giá mình đã ủ một ngày và bây giờ thì mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Giá của mình đã nảy mầm và lên rất là đều. Hạt đỗ rất là trắng nhé, mầm rất là trắng này. Ở đây thì mình thường tưới cho giá là một ngày 3 lần, sáng, trưa và tối. Và khi mình làm giá bằng bình thủy tinh thì sẽ không thoát được nước và mình sẽ cố gắng gạn sạch nước để cho giá không bị úng để nẫu giá nhé. Và quá trình làm giá rất là đơn giản thì mình cứ tưới nước cho giá ngày 3 lần và mình dùng túi ni lông để ủ giá. Và quá trình đến 4 ngày là sẽ thu hoạch được các bạn nhé.
Giờ là 7 giờ sáng, ủ giá của ngày thứ hai, và mình lấy ra cho các bạn xem giá của mình mọc như thế nào. Các bạn nhìn nhá, giá của mình lên rất là đều này, hạt nào cũng đều như hạt nào này, mà lại rất là trắng nhá. Và bây giờ thì mình mang giá đi tưới nhá. Các bạn nhìn khi mình gặn nước, vỏ đỗ đã được tách rời khỏi giá này. Giá ở đây đã bước sang ngày thứ tư và bây giờ là 7 giờ thì mình sẽ mang giá ra để xem thu hoạch được chưa. Các bạn ạ, mình thường thu hoạch là tầm này nhá. Mình không để dài quá thì sẽ không ngon. Đây các bạn nhìn giá rất là trắng, vỏ thì được tách và rời khỏi giá, và khi mình cũng chỉ cần cầu kỳ để đãi vỏ. Với 150 g đỗ cho ra thành phẩm thì mình thu hoạch được bằng ngày đỗ này. Và quá trình làm giá bằng lọ thủy tinh của mình rất là đơn giản, không cầu kỳ mà đã có ngay một mẻ giá sạch cho gia đình của mình. Và mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn các bạn video lần sau nhé.